Chào các bạn, hiện tại mình đang cầm là cái mặt kính của con Xiaomi Mi A2. Thì hiện tại cái mặt kính này mình đang có sẵn các bạn. Trong quá trình mình xài mà có lỡ cấn bể hay gớt bể mặt kính thì mình đã có mặt kính thay rồi. Hiện tại thay cái mặt kính này thời gian thay tầm khoảng 2 tiếng các bạn. Thì các bạn có thể ngồi chờ lấy máy luôn. Hoặc những bạn ở xa không có điều kiện tới thay thì mình vẫn có bán đem về các bạn. Các bạn cứ liên hệ số họ bên trên đó, bên mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Còn các bạn ở gần thì các bạn cứ tới thời ngồi chờ đấy luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.